từ những món đồ chơi công nghệ đắt tiền như là loa transparent speaker, điện thoại Nothing Phone, cho đến những món đồ vừa túi hơn như là loa Bluetooth Hotmon Garden Sound Stick 4, hay là pin dự phòng Shure Geek, hay là tai nghe Beats Studio Buds, hay thậm chí là một chiếc G-Shock DW5600, Trend Custom Case PC, hay là mặt lưng điện thoại transparent. Chúng ta đang tận mắt chứng kiến sự phục hưng của một trong những trào lưu thiết kế sản phẩm quan trọng nhất của những năm 80 và 90, đó chính là đồ điện tử trong suốt. Loài người là một tổ hợp cá thể kỳ diệu, nhưng bên cạnh đó thì hành vi của chúng ta thì lại là một vòng tròn Ouroboros dễ đoán. Chúng ta lặp lại hành vi, chúng ta lặp lại xu hướng, chúng ta lặp lại sở thích trở thành trào lưu. Vine thì về lâu về dài trở thành TikTok. Emo mái chéo trở thành những cô cậu e-boy e-girl tóc nhuộm. Rave culture thì trở thành Coachella. Avril Lavigne thì trở thành Olivia Rodrigo. Fruity Girl Aurora thì trở thành mấy cái màn hình Apple xịn xịn. Nói chung là nếu bạn thích một trend nào đó, hãy đợi đủ lâu để chúng quay lại với giới trẻ. Và có vẻ đúng là như vậy, không khác gì tóc nhuộm và pop punk. Kể từ sự biến mất của chúng vào cuối những năm 2000, những món đồ điện tử với lớp vỏ trong suốt cũng đang quay lại kệ hàng của người tiêu dùng, từ những chiếc G-Shock rẻ tiền cho đến những chiếc loa hàng vài chục triệu. Đây có phải là sự phục hưng của chỉ một xu thế, hay là một phong cách thiết kế sản phẩm độc đáo đã biến mất trong quá khứ không? Hay là sự quay lại của đồ điện tử trong suốt thì có ý nghĩa nhiều hơn một xu thế, hay là một trào lưu, hay là một trend thiết kế rất nhiều? Trong video này chúng ta hãy cùng điểm qua về lịch sử của cơn sốt đồ trong suốt Clear Craze, cũng như là bàn về lý do thịnh hành và vì sao những món đồ điện tử trong suốt lại vẫn có thể dễ dàng gõ vào sự chú ý trong tiềm thức của con người bất kể qua nhiều năm tháng như vậy. Nào, đầu tiên chúng ta hãy bàn về lịch sử sơ khai của Clear Craze và đồ điện tử vỏ trong suốt nhé. Cụm từ Clear Craze hay là gì cái tiếng Việt là cơn sốt trong suốt ấy, trong văn hóa đại chúng nằm ám chỉ một trào lưu marketing từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Trào lưu marketing này thì thường đánh đồng đồ dùng trong suốt với sự tinh khiết để kích thích sự tin tưởng của người mua hàng. Màu sắc thì vẫn được các ngành tiếp thị thường quan niệm là công cụ thuyết phục trực quan, và rõ ràng là khi mà họ marketing một sản phẩm là trong suốt và không màu, họ cũng khiến những sản phẩm này phần nào đáng tin cậy hơn trong mắt người sử dụng. Mình có một ví dụ nhé, chẳng hạn là khác với Pepsi thường chẳng hạn thì Crystal Pepsi có thể khiến người dùng tin dễ dàng hơn là nó không chứa caffeine và không có chứa chất bảo quản. Đương nhiên là chúng vẫn có thôi, nhưng mà người dùng thì sẽ dễ tin tưởng là nó không có hơn. Kem cạo râu Gillette mà không có màu thì sẽ bán đắt hơn được gấp rưỡi, bởi vì người dùng phần đông thì có thể sẽ tin là nó ít gây kích ứng hơn. Và đương nhiên là dưới bộ máy marketing tài tình của các quý ông Monopoly tư bản thì những sản phẩm công nghệ chắc chắn là cũng không thể thoát được khỏi cơn sốt trong suốt. Vào những năm 80, màu sắc, cụ thể là vào năm 1987, Unisonic cho ra mắt mẫu điện thoại với lớp vỏ trong suốt Unisonic 6900. Chiếc điện thoại này thì đánh dấu sự thành công thương mại đầu tiên của làn sóng Clear Craze trong lĩnh vực đồ công nghệ. Nhưng đó là chỉ mới nói đến sự thành công của thương mại thôi. Trên thực tế thì trước khi chiếc điện thoại trong funky này ra đời thì và hơn 50 năm trước, đồ công nghệ và nhựa trong nó có một mối quan hệ mật thiết rồi. Vào năm 1933 thì chất liệu nhựa trong plexiglass đã ra đời, và chỉ 6 năm sau, mẫu xe tối tân Porsche Deluxe 6 Ghost Sedan cũng được Norman Bell Gates, con người được mệnh danh khi ấy là nhà thiết kế của tương lai, cho trình làng tại New York's World Fair cùng năm. Điều này cũng là minh chứng đầu tiên cho những ứng dụng vô hạn của thứ vật liệu trong suốt này với công cuộc thiết kế sản phẩm. Quay lại với cuối năm 80 sôi động thì khi chiếc điện thoại Unisonic 6900 nằm ở trên tường của gần như mọi đứa trẻ mới lớn thì nó cũng chính thức mở ra thời kỳ Clear Craze đầu tiên đến với thanh thiếu niên Tây tư bản. Mọi thứ đều được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ nhựa trong suốt, từ băng cassette cho đến đầu đọc, cho đến máy nghe nhạc, cho đến tai nghe, cho đến máy tính bỏ túi. Và đương nhiên rồi, chúng ta không thể không nhắc đến chiếc Game Boy Transparent mà Nintendo cho ra mắt năm 1989. Cơn sốt trong suốt này ảnh hưởng mạnh mẽ đến lớp trẻ hay là lớp thanh thiếu niên từ năm 80 cho đến tận những năm 2000. Bằng chứng cho thấy là thậm chí đến cuối thập niên 90, cụ thể là năm 1998 thì Nintendo vẫn mạnh dạn cho ra mắt chiếc Game Boy Color Clear, hay là những ông lớn của ngành công nghiệp đồng hồ như là Casio hay là Swatch thì vẫn bắt đầu dục dịch sản xuất những chiếc đồng hồ trong suốt của họ. Cả
cá nhân mình sở hữu 5 chiếc đồng hồ Swatch được sản xuất vào cuối những năm 90 và 4 trong số đó đều sở hữu vỏ nhựa trong suốt. Mặc dù rõ ràng là sự ám ảnh với cơn sốt công nghệ trong suốt là hoàn toàn rõ ràng. Nhưng có lẽ trong cuối thập niên 80 và 90, điều này chỉ dừng lại ở những món đồ công nghệ có giá thành khá là thấp và chỉ để phục vụ cho những cậu bé, cho những cô bé mới lớn, cho giới trẻ chạy theo xu hướng thôi. Như mình đã nói ở đầu video thì mình vẫn tin là Clear Craze có ý nghĩa nhiều hơn rất nhiều so với việc là chỉ nhắc đến nó như là một xu thế, một trào lưu hay là một trend thiết kế mà nhắm đối tượng đến những đứa trẻ bồng bột nông nổi. Và sản phẩm tiếp theo thì có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Năm 1998 thì Apple chính thức công bố cỗ máy tính cá nhân All-in-One Design iMac G3. Đây cũng là sản phẩm đại chúng đầu tiên của Apple dưới thời Steve Jobs. iMac G3 được thiết kế như một sản phẩm máy tính cá nhân để bàn dành cho những người tiêu dùng mới của Apple và có thể dễ dàng kết nối với Internet. Nếu mà những chiếc điện thoại Unisonic hay là những chiếc Game Boy có thể giúp một cậu bé California trốn học nào đó vui vẻ cùng bạn bè của họ, thì giờ đây cơn sốt công nghệ trong suốt đã chính thức có iMac G3. Ok chưa? Được chưa? Đây không phải là một thứ đồ chơi giải trí đơn thuần, mà là một sản phẩm nghiêm túc của người lớn. iMac G3 khi ra mắt đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế, bao gồm giải vàng tại giải thưởng thiết kế DNAD năm 1999 ở Anh, trở thành Object of the Year của The Face. Các mẫu iMac G3 thậm chí còn được trưng bày trong bộ sưu tập của nhiều các bảo tàng vĩ đại, bao gồm The Henry Ford, hay là bảo tàng Victoria và Albert, hay là bảo tàng Powerhouse, hay là thậm chí là bảo tàng MoMA bên cạnh những tác phẩm của Picasso, của Matisse, của Cezanne. iMac G3 đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về hình thức của một chiếc máy tính cá nhân. Và điều gì đến thì nó chắc chắn là cũng phải đến. Ảnh hưởng với thiết kế của iMac G3 chính thức đặt tầm ảnh hưởng của Clear Craze lên bản đồ design một cách nghiêm túc, như là một triết lý thiết kế bền vững mới. Và minh chứng cho điều này là vào đầu những năm 2000 thì các thiết kế bằng nhựa trong mờ đã trở nên phổ biến trong thiết kế của rất nhiều các sản phẩm tiêu dùng thường nhật. Báo USA Today thậm chí còn mạnh dạn gọi hiện tượng này là một electronic voyeurism. Mình thì mạnh dạn gọi hiện tượng này là phục hưng lần một của cơn sốt trong suốt. That's why he's the GOAT! The GOAT! Làn sóng Clear Craze rõ ràng đang có một sự quay trở lại nhất định trong tiềm thức tiêu dùng của người sử dụng công nghệ nói riêng và người mua hàng nói chung. Vậy thì tại sao lại như vậy nhỉ? Chúng ta đã phần nào chứng kiến những món đồ công nghệ trong suốt đi từ những trào lưu giới trẻ trở thành một triết lý thiết kế sản phẩm nghiêm túc. Vậy thì tại sao những món đồ điện tử trong suốt này vẫn có thể dễ dàng gõ vào sự chú ý ở trong tiềm thức của con người, bất kể là qua rất nhiều năm tháng như vậy? Mình không hề muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng mà có lẽ để cho chi tiết nhất thì có lẽ mình vẫn sẽ phải nhắc tới nó một cách ngắn gọn ở đây. Có lẽ Clear Craze cũng chính là những chiêu bài marketing mà các ông lớn sử dụng để gắn ghép đồ dùng trong suốt những khái niệm của sự tinh khiết, của sự trung thực để kích thích sự tin tưởng của người mua hàng. Rõ ràng là đây nhá, trong hai chiếc hộp đồ chơi này, mặc dù bên trong chúng cùng là một sản phẩm, nhưng bạn với tư cách là một người mua hàng đơn thuần chắc chắn là sẽ muốn chọn hộp này rồi đúng không? Càng trong suốt, càng trung thực. Sự thật thì sẽ không phải luôn luôn như vậy, nhưng mà quảng cáo thì sẽ luôn luôn bảo với bạn như vậy. Vì sao mình nhắc đến hai chữ tò mò khi bàn về sự phục hưng của cơn sốt trong suốt? Tính tò mò là điều mà chúng ta thấy ở trẻ từ khi chúng còn rất nhỏ. Mọi việc chúng làm đều được dẫn dắt bởi những mong muốn tìm kiếm những thông tin mới hay những trải nghiệm mới, những cảm giác mới. Tất cả đều được dẫn dắt bởi sự tò mò. Nhà tâm lý học thụy sĩ John Piaget nói rằng là chúng ta bước vào thế giới này như những nhà khoa học nghiệp dư tí hon. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta tự nhận thức và khám phá bàn tay của chính chúng ta đã bắt tay vào một công cuộc thử nghiệm không ngừng nghỉ để khám phá ra mọi thứ. Hiện tượng tự nhiên này hỗ trợ sự sinh tồn chúng ta trong việc tìm kiếm thức ăn và chống lại các mối đe dọa. Điều này không chỉ giúp chúng ta sống sót và tồn tại mà còn đóng góp là khởi đầu cho tất cả những thành tựu đạt được bằng trí tuệ của chúng ta. Nhà giáo dục đầu tiên cung cấp khóa học tâm lý học của Hoa Kỳ, William James, cũng đã giải thích rằng khi chúng ta tò mò thì não của chúng ta mong đợi một phần thưởng, và khi thật sự tìm được lời giải đáp hợp lý cho câu hỏi tò mò ấy, dopamine được giải phóng và chúng ta có được một cảm giác hạnh phúc. Chắc hẳn là sống ở trong quãng thời gian của sự bùng nổ mạnh mẽ đến từ công nghệ, bạn cũng đã có những giây phút tò mò nhất định, như là bên trong chiếc loa này hoạt động ra sao, hay là bên trong viên pin này thì nó hoạt động như nào, nếu mà tước hết lớp vỏ bên ngoài thì chiếc điện thoại này trông nó sẽ như nào. Tất cả những câu hỏi tò mò đó cũng chính là tiền đề cho những thiết bị vỏ trong suốt như này tồn tại. Có lẽ chúng ta chẳng phải những kỹ sư cơ khí để hiểu được từng linh kiện, từng vi mạch bên trong chiếc iMac hoạt động ra sao, nhưng mà chỉ ít là sau khi được trực tiếp đánh mắt vào bộ máy phức tạp của nó, phần nào điều này cũng thỏa mãn được những câu hỏi tò mò của chúng ta.
thậm chí là sâu xa hơn thế. Với một vài người thì sự reprise của Clear Craze cũng chính là sự reprise của một thế giới trung thực hơn, minh bạch hơn, rõ ràng hơn, chân thành hơn. Đây cũng là những lý do những tác phẩm nhiếp ảnh X-ray với những concept rất đơn giản như là chụp ảnh X-ray những sản phẩm đồ chơi rẻ tiền của Brandon Fitzpatrick, hay là bộ sưu tập ảnh chụp X-ray đồ dùng thường ngày của Nick Vessel mới lại gây được tiếng vang. Dẫu sự tối giản ở trong concept, những bức ảnh X-ray như này bao trọn tất cả sự tò mò lẫn sự chân thành lẫn sự minh bạch rõ ràng của đồ vật, và bằng cách nào đó thì nó cũng bao trọn mọi thứ mà mình nhắc đến từ nãy đến giờ. Như đoạn ostinato ở tông mi trưởng lặp lại, gợi nhắc xuyên suốt bài hát dài gần 24 phút Echoes của Pink Floyd, thì Clear Craze đôi khi xuất hiện gợi nhắc lại trong cuộc sống của chúng ta như là để chúng ta có cớ bám víu vào sự trong suốt đầy tính trung thực của những đồ vật đó. Càng đi sâu hơn vào trong tiềm thức tập thể, collective design của con người, chúng ta lại càng hiểu được ra rằng là cơn sốt đồ trong suốt rõ ràng không phải là một xu hướng nhất thời, một thứ trend nào đó, mà nó còn một phần nào thể hiện khát vọng về một cuộc sống, một tương lai công nghệ với những món đồ tân tiến không giấu giếm. Ta nhìn thấy vi mạch điện tử, ta phần nào thấy được sự tân tiến mà các kỹ sư đặt vào trong từng thiết bị. Tất cả những điều học thức nửa mùa mà mình vừa nói ở trên có lẽ cũng không giải thích được cặn kẽ việc vì sao thiết kế của chiếc iMac này trở nên nổi tiếng bằng đúng một câu cảm thán ba chữ đơn giản là đẹp thế nhở. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần hiểu cái đẹp một cách đơn giản như vậy thì có lẽ ngay từ đầu bạn đã chẳng có lý do gì mà bạn phải click vào chiếc video này. Khi mà chúng ta bàn về một triết lý thiết kế sản phẩm như là đồ trong suốt Clear Craze thì có lẽ để thật sự hiểu về nó thì dễ hơn hết, bên cạnh tìm hiểu lịch sử, chúng ta sẽ phải bàn đến cả aesthetic của nó, hay là bàn về mỹ học thẩm mỹ của nó. Dùng từ mỹ học trong trường hợp này có lẽ là hơi quá đao to búa lớn, tuy nhiên là mình thấy chẳng còn từ nào hợp hơn để miêu tả chữ aesthetic hơn là từ mỹ học thẩm mỹ đâu. Dựa trên những gì mà Clear Craze thể hiện, chúng ta có thể phần nào đưa triết lý thiết kế này vào một tệp mỹ học thẩm mỹ futurism, cụ thể hơn là Cybercore. Cybercore là một kiểu mỹ học thẩm mỹ phổ biến ở trong văn hóa đại chúng từ khoảng sau cái chết của Kurt Cobain sau năm 1994 cho đến khoảng năm 2004. Cybercore đôi khi còn được cùng kết hợp với cả Memphis Design và Grunge Design. Một số khía cạnh của nó thì bao gồm quần áo da bó sát này, là quần áo sáng bóng, là phấn mắt, hay là kiến trúc nổi tiếng một thời Blobby Texture, và chắc chắn rồi, đồ dùng công nghệ vỏ nhựa trong. Cybercore dựa rất nhiều vào công nghệ và vẻ ngoài bóng bẩy đầy tính tương lai, thể hiện những suy đoán của con người khi ấy về một tương lai công nghệ mới. Và thật sự thì với cơn sốt Clear Craze thì chỉ ít là Cybercore đã đúng trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh việc nó khắc họa một tương lai công nghệ có lẽ sẽ không bao giờ đến, thì nó cũng gợi cho chúng ta những hoài niệm về một thời gian thể nghiệm công nghệ từ tất cả các tập đoàn lớn nhỏ và sự đa dạng vô cùng của sản phẩm công nghệ trong kỷ nguyên này. Đẹp thế nhở? Và chỉ đơn giản như vậy thôi, tất cả những cảm giác hoài niệm bồi hồi, những sự tò mò bản năng, sự thèm khát, cái chân thành rõ ràng, tất cả đều ập đến khi bạn cầm trên tay một sản phẩm trong suốt có hơi thở của Cybercore. Tất cả đều ẩn sau một câu cảm thán ba chữ đơn giản: đẹp thế nhở? Loài người là một tổ hợp cá thể kỳ diệu, nhưng bên cạnh đó thì hành vi của chúng ta lại là một vòng tròn rắn cặp đuôi dễ đoán. Và điều này thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả, bởi vì xét cho cùng thì phục hưng của cái gì cũng được. Nhưng mà chiếc Swatch Jelly đẹp như này thì tội gì mà không dùng chứ, đúng không? À đây, nếu mà thấy content hay thì tội gì mà không subscribe cho Vật Vờ Studio và cho Little Beat ngay bây giờ chứ, đúng không?